Xin chào, tôi là Nguyễn Tùng, CEO của công ty cổ phần công nghệ tự động Tân Phát. Công ty cổ phần công nghệ tự động Tân Phát là một trong những đơn vị uy tín chuyên về thiết kế và thi công lắp đặt các sản phẩm cân ô tô điện tử, cầu dẫn xe nâng, xà nâng tự động chất lượng cao. Thành lập từ năm 2007 đến nay, công ty cổ phần công nghệ tự động Tân Phát đã được thực hiện trên 3.000 dự án trạm cân điện tử và hàng ngàn sản phẩm cầu xe nâng, xà nâng tự động được cung cấp tại Việt Nam. Công ty chúng tôi chuyên về lĩnh vực cơ điện với những đặc thù chính như sau: khối lượng thông tin khách hàng lớn, cần thường xuyên cập nhật và thay đổi thông tin, số lượng nguyên vật liệu phục vụ cho công tác sản xuất lớn nên rất chú trọng công tác là nhập xuất và lưu trữ kho, đặc biệt là nhiều văn bản giấy tờ hành chính phức tạp. Ngoài ra, doanh nghiệp chúng tôi cũng đang phát triển mở rộng quy mô sản xuất, do đó gặp phải nhiều vấn đề như sau: quản lý dữ liệu khách hàng, mỗi ngày nhân viên phải chăm sóc với nhiều khách hàng nên rất dễ bỏ sót thông tin. Về quản lý đội nhóm, nhân viên, do tính chất công việc cần sự kết nối giữa các phòng ban, nếu công việc không được phân công cụ thể sẽ gây ra việc chồng chéo và khó quản lý. Các file dữ liệu được xử lý thủ công nên rất khó khăn trong việc tổng hợp báo cáo. Trong thời gian vận hành doanh nghiệp, tôi nhận ra đã lúc cần phải chuyển đổi doanh nghiệp số. Giữa nhiều lựa chọn phần mềm CM, tôi đã quyết định lựa chọn tin tưởng Getfly CM, bởi vì thứ nhất là quản lý mối quan hệ khách hàng, chăm sóc khách hàng và thông tin khách hàng; thứ hai là quản lý báo giá, bán hàng, đơn hàng và hợp đồng; thứ ba là xem được báo cáo xuất nhập tồn kho, lãi lỗ, doanh thu của từng đơn hàng, từng quý, từng tháng, và quản lý được nhân sự, tiền lương, thưởng cho nhân viên. Mình thấy phần mềm Getfly khá là ok, nó hỗ trợ mình trong cái vấn đề tương tác với khách, đặc biệt là những cái phản hồi của khách thì mình nắm rất rõ, và từ đấy mình đưa ra cái giải pháp để hỗ trợ khách hàng, giúp cho mình tăng cao doanh thu, đẩy mạnh cái vấn đề liên quan đến hỗ trợ khách, sẽ giúp được giữ chân khách hàng lâu hơn. Sau một thời gian ứng dụng Getfly vào quy trình quản lý công việc và chăm sóc khách hàng, Tân Phát đã có sự thay đổi vượt bậc. Chúng tôi quyết định tiến tới ký kết hợp đồng và gia hạn dịch vụ CRM với thời hạn 10 năm, với mong muốn chuyển đổi số toàn diện và đưa doanh nghiệp tiến tới việc phát triển bền vững. Xin cảm ơn công ty cổ phần công nghệ Tân Phát đã luôn tin tưởng Getfly CRM. Chúc cho sự hợp tác giữa chúng ta sẽ tốt đẹp và mang lại nhiều giải pháp hiệu quả cho sự thành công của quý công ty.